Em sống vì tiền nhiều hơn. Mình sống vì tiền, nó phải trao đổi. Họ đến với mình vì tình dục, mình đến với họ vì tiền. Cho chị cắt ngang, đâu phải ai cũng vậy đâu em. Em tên Võ Hồng Phúc, năm nay 32 tuổi. 32. Em làm việc và kinh doanh tại Sài Gòn. Em đang chủ tiệm salon tóc. Tiệm tóc ở đâu cưng? Dạ, em làm ở Nhà Bè. Cưng ở Sài Gòn hay là cưng có quê quán vậy đó? Dạ, em gốc ở Sài Gòn luôn. Là bây giờ Phúc ở cùng với bố mẹ của mình? Em ở riêng. Ở riêng rồi. Như thường lệ, mình quay trở về với tuổi thơ của Phúc. Phúc phát hiện ra bản thân của mình từ sớm không? Tuổi thơ em thì chắc không có tuổi thơ nhiều đâu. Em cũng giống như những anh chị khác thôi. Cũng thích mặc đồ con gái, cũng thích mang guốc. Mẹ mà mua giày guốc là hay mang của mẹ. Em mang lén hay là mang trước mặt mẹ luôn? Em mang lén, mà toàn là mang về hư hết trơn. Nhưng mà khoảng cưng mấy tuổi là cưng xác định giới tính của cưng? Em nghĩ lớp 1, lớp 2 rồi. Thì em suy nghĩ là em là Ray. Nhưng mà em không giống như mấy bạn khác, nó ẻo lả hay bất cứ gì hết. Em sẽ có cái hình tượng riêng của bản thân em. Em hay đi coi mấy anh chị mà hát á. Em thấy mấy anh chị giả gái rồi á, em cũng thích nhìn, nhưng mà em không thích làm như vậy. Thì có nghĩa là đơn giản là Phúc chỉ muốn mình là gay thôi, chứ Phúc không có xu hướng chuyển giới. Dạ. Nhưng mà trong cái tiềm thức, nếu mà có điều yếu thì em bước lên nên mình sẽ là con trai. Là Phúc muốn mình là một chàng trai thẳng. Sao ước thằng gái cho thằng trai? Chị là chứa thằng gái đấy. Em thì em muốn thằng con trai. Em sẽ không trải qua một cái giai đoạn em phải như thế, giống như chị Chi, phải không, có quá trình nó rất là dài để mình chị trưởng thành một con gái. Không, giống như chị có suy nghĩ là ước gì mà mình sinh ra được con gái trọn vẹn á. Dạ, giống như mấy anh chị trong chuyển giới á thì sẽ đi hát đám. Lúc mình còn trẻ mà, mình sẽ có sự tò mò, mình sẽ đi coi người ta đi hát đám. Mình thấy cái sự hát đám người ta quá cực khổ. Người ta phải kiếm cái đồng tiền, người ta phải đánh đổi. Có nhiều người ta phải cấu xé nhau để cái thân xác của họ. Mình thấy nó quá đau. Tại sao không cho tôi một là con gái luôn, hai tôi là con trai luôn đi. Nó muốn thành con trai gặt á. Thành một người con trai gặt luôn. Chứ không phải là làm là không hình, thông thuộc về hình ảnh con trai. Dạ. Thường thường á, con trai thì dù sao nữa có khổ cái nào nó cũng đỡ con gái. Dạ, đúng. Đâu đó em mới suy nghĩ là em muốn làm trai đúng không? Dạ. Nhìn như chị giờ thấy đánh đổi quá nhiều ha. Dạ, đúng rồi. Tuấn thắc mắc là trong cái chuyện tình cảm của Phúc, khi là một người gay á, Phúc có trải qua nhiều thăng trầm không mà để cho Phúc cảm thấy là Phúc buông ra cái lời cay đắng như vậy, kiểu là mình ước mình làm người con trai? Có chứ, em không có những cái mối tình đẹp như những bạn cùng trang lứa với mình. Nó đưa đẩy em vô một cái con đường nó khắc nghiệt, là em sống vì tiền nhiều hơn. Mình sống vì tiền, nó phải trao đổi. Thật ra thì em biết LGBT này á là do một người bạn dẫn em đi chơi vui thôi, nhưng em không biết đó là cái gì hết á. Thực sự em lúc đó em cũng chưa biết là top là boss, em không xác định được cái đó là cái gì. Thì bạn đó mới dẫn em đi vô nhà một người là nhà thiết kế nổi tiếng của thời đó. Nói là rủ em đi ăn, nhưng mà chở em đi lại nhà cái anh đó. Em bước vô em cũng ngơ ngác, tại vì nhà anh đó kim chỉ với giải không à. Thì em có để ý một cái tấm hình, em thấy cái tên của họ, em không biết họ là ai á. Thì bắt đầu cái câu chuyện đó xảy ra, em với anh đó có vấn đề. Ai cứu ai chứ? Cái đó là không phải là cua, mà là trao đổi. Nhưng em không biết, em nghĩ là em đi chơi với cái anh đó chở là trời mắt mưa, anh nói là trời mắt mưa. Rồi em lại đó ngồi chơi đi, rồi anh sẽ đi một chút anh lại anh quay gước. Thì chắc hai người đó đã nói cái gì rồi em không biết. Nhưng mà cho thắc mắc không biết. Nhưng mà khi mình không thích sao, thí dụ đến đục mưa không thích thì thôi, mình vẫn có thể mình nói mà. Lúc đó em không dạng như bây giờ đâu. Mình vô một cái thế kẹt là người ta cũng đâu có làm gì mình đâu. Người ta chỉ là ngồi nói chuyện với mình, người ta có những cái hành động kích mình, khiêu gợi. Nhưng mà em không chịu. Em quan niệm với tình yêu á, em yêu em mới hung được, em không yêu em không hung. Và em yêu họ em mới ôm họ được. Phải chi mà người ta đến với em trước, người ta nói em là em phải đi làm gì vậy 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 đó. Được cơ, nếu em quyết định thì em sẽ đi. Còn cái này là hai người đó tự quyết định, rồi sắp đặt em vô cái câu chuyện mà em sẽ lợi nhà bạn đó như thế. Như là em từ chối luôn hả? Em từ chối. Em từ chối. Thì lúc về thì em không biết hai người đó làm sao. Thì cái nhà thiết kế đó đưa cho cái anh chở em là 350. Cái anh 350 đó mới đưa cho em 350. Em nói ủa tiền này là tiền gì? Em còn nhớ anh chở trước phu chợ á, anh chở em đi tới cái cầu Chí Y á. Cái em mới nói nè, thôi đi vô uống nước. Cái vô uống nước xong rồi cái em nói là thôi uống nước đi. Cái anh mới nói không, anh không uống đâu, đưa cho anh 50 được rồi. Thì ra phí môi giới. Đúng. Bắt đầu từ đó em nghĩ cái đồng tiền nó lợi hại. Là em là một con mồi, tôi phải đặt câu hỏi cho tôi. Bạn đặt điều kiện cho tôi về tình dục, tôi lấy bạn vì cái gì? Cái tuổi trẻ của em, thật sự mà nói em không có tình yêu. Dần dần đi nó thành một cái thói quen. Và em bị chai cái cảm xúc. Mình không biết yêu là gì hết. Họ đến với mình vì tình dục, mình đến với họ vì tiền. Cho chị cắt ngang, đâu phải ai cũng vậy đâu em. Chắc là tại vì em dính với được cái môi trường đó, thì bây giờ với em gặp những bạn bè ngoài đời khác nó cũng sẽ khác mà. Nhưng mà đâu phải ai cũng đến với mình bằng tình dục đâu. Nhưng mà trong cái phạm vi của em á thì nó sẽ như vậy. Cái anh đó, cái lần thứ hai anh có mời em đi mà em không đi. Bắt đầu em đi làm massage.
là cái đó là bà. Tự em dấn thân em vào đúng, được đó. Đúng, là tự bản thân em dấn thân vào. Ừ, chứ không phải là cuộc đời nó đưa đẩy. Nhưng cuộc đời đưa đẩy nhưng mình sẽ là người chọn mình bước vô con đường nào. Dạ. Cái đó là do mình, có thể là vì cái ngày đầu tiên mà các anh đã chở em qua bên các bạn đó. Dạ. Là cái sự trao đổi. Mặc dù đó em không thích. Dạ. Người ta gửi cho em 350. Có thể em cảm thấy cái đồng tiền nó kiếm quá dễ dàng. Dạ. Từ đó em có cái suy nghĩ khi mà em khó khăn em muốn kiếm tiền cái em chuyển qua cái massage. Dạ. Là đó là em làm chọn. Cái đó là do em. Đúng em là do cưng chọn. Ừ. Cho Tuân hỏi là cái môi trường Phúc gặp những người đó là ở đâu? Cái lần đầu tiên mà xuất phát mà Phúc biết LGBT á là Phúc vô tình thôi. Phúc uống cà phê. Lúc đó đâu có quán cà phê như bây giờ đâu chị. Nó ngồi ở dĩa hè á. Rồi cái anh mới lại ngồi nói chuyện. Thì mình ngồi nói chuyện bình thường thôi. Mình cũng không hỏi là cuộc sống của họ như thế nào. Thì họ nói chuyện mình và họ rủ mình đi chơi bình thường như anh em bình thường thôi. Thì bắt đầu cái vấn đề là mình biết mình là gay rồi. Nhưng mình không nói là tôi là gay. Ảnh cũng nhìn, ảnh cũng biết mình là gay rồi. Ảnh mới hỏi. Rồi bắt đầu câu chuyện nó sẽ đi xa hơn. Người đó trong showbiz luôn. Thì bắt đầu em vô em làm xì ba. Thì vô tình cuộc đời của em nó đưa em từ cái giai đoạn này đưa đi giai đoạn này. Tại vì em có ý thức rồi. Cái quá khứ ban đầu của em á, nó tạo cho em một cái điều kiện là dễ dàng kiếm tiền. Đúng. Mà cho chọn trước khi em dẫn thân vào nghề massage này, tại sao em lại chọn? Cuộc sống em đang khó khăn hả? Cuộc sống em không khó khăn. Lúc đó spa đâu phải là spa là xấu đâu. Spa là chăm sóc da. Thì tình cờ anh đó, người ta làm trong showbiz thì người ta sẽ đi chăm sóc da. Thì cái bạn đó bắt em từ spa ra, không cho em làm spa nữa. Nhưng mà mình về ở với họ, họ chỉ lo cho mình tới cái mức độ đó thôi. Mình không thể nào mà mình đòi hỏi họ. Là những cái bạn đó giống như bắt em ra bao em đấy không? Lo đúng. Lắng cho em. Dạ. Đưa em về nhà ở riêng. Dạ. Chu cấp cho em mọi thứ. Dạ. Nhưng mà cái nhu cầu em cao hơn cái điều bạn ấy chu cấp. Không phải là nhu cầu em cao hơn, mà là em còn phải tính cái tương lai em rất là nhiều. Em phải đi xa hơn, chứ em không phải nằm cái gói gọn đó. Nhưng mà em không có tình yêu. Em đến với họ tất cả là vì tiền. Phúc, cho tôi xin phép cắt ngang. Yeah. Là tại vì nếu như cái môi trường spa đó nó hoàn toàn lành mạnh. Yeah. Thì tại sao cái người đó không cho Phúc làm nữa? Mà sao phải bắt ra ở riêng? Chị tại vì nghĩ là spa là làm mình mới xa đó. Lành mạnh thì chửi sếp bà chỉ làm cho nam thôi. Người ta ích kỷ mà. Người ta yêu mình người ta sẽ ích kỷ chứ. Chứ không cho em tiếp xúc với nhiều người khác. Là lúc đó em chưa có đi vào mà làm mà massage. Là em nghĩ cái đó là massage. Massage giống như massage body chị. Nhưng mà không có cỡ đồ mà để xét. Massage đàng hoàng. Dạ massage đàng hoàng á chị. Là trong spa nó có massage luôn hả? Dạ đúng rồi. Là nãy giờ bọn mình nghĩ là massage mệt. Nhưng mà Phúc đã nói là massage khỏe. Thì bởi vậy đó. Dạ massage khỏe á chị. Bạn đó bắt em nghĩ. Em quen được một tháng xong em biết người đó có vợ. Làm sao em biết được Phúc? Thì đến cái lúc họ đang muốn chiếm hữu của em luôn. Nhưng em không yêu họ. Em không đến với họ được. Lý do là cứ biết họ có vợ rồi hay là lý do từ gì cứ không thích? Tại vì mình ở với họ mà mình không thích. Không có cảm giác. Không có cảm giác. Không có cảm xúc. Em nói thật sự luôn. Em yêu một người nào đó em mới hôn được. Em không yêu em không hôn. Tới giờ và tới thời điểm này, người ta bỏ đồng tiền ra, anh muốn có em. Dạ thưa, anh muốn từ đây tới đây thì có em. Nhưng từ đây tới đây thì em không có. Anh chịu được hay không? Chịu được thì ok. Và em cũng cảm ơn một cái quá khứ của em đó. Em mới có một cái sự tồn tại và đứng ngày hôm nay. Em mới trưởng thành được. Em nhớ hoài một cái quá khứ thứ hai của em là ảnh yêu em quá rồi. Anh mà có vợ phải không? Dạ. Ảnh yêu em quá, ảnh chịu không nổi rồi. Ảnh về nói vợ ảnh. Ảnh khóc lóc với vợ ảnh làm sao anh không biết. Hồi xưa đâu có điện thoại di động đâu chị. Điện thoại bàn. Em cho điện thoại bàn. Cái vợ ảnh gọi cho mẹ em. Gọi cho mẹ em khóc rất là nhiều. Nhưng mà mẹ em cũng không nói với em. Thì ảnh cũng gọi em rất là nhiều. Em nhớ hoài luôn. Cái đồng tiền nó ma lực tới nỗi mà mình phá hạnh phúc của người ta. Chắc là em sai. Mình phá mà mình không biết. Dạ. Em cứ nhớ hoài luôn. Là anh cứ nói em á, anh cho vợ anh 7 triệu. Thì anh cũng cho em 7 triệu một tháng. Em đừng đi làm. Em nhớ là chính vợ của anh là người gọi cho em. Nói là Phúc ơi, chị làm nghề tóc. Chị chưa thấy em lần nào hết. Nhưng mà chị nghĩ em đủ để hiểu chị. Người ta hy sinh cho chồng người ta lắm. Người ta mới nói em vậy mà em nhớ hoài cũng suốt cuộc đời em. Rủ em về nhà ở chung. Em không bao giờ em quên. Tại vì người ta sợ mất chồng á. Đúng. Với lại xấu hổ với lại bà con lấy sớm. Dạ đúng rồi. Bà chấp nhận ta gửi em về. Dạ. Đó. Nhưng... chỉ có ba người biết nhau thôi. Một cái lời cay đắng nó là như thế này. Lúc chị đi làm á thì em ở nhà với chồng đi. Lúc chị về á em tôn trọng chị. Em nói là chị ơi em không có thương. Đó là chồng chị chứ không phải là người yêu của em. Em không có thương. Em đến với ảnh vì mực chất thôi. Em đến với ảnh vì mực chất thôi. Không biết về nhà chị nói với ảnh sao em không biết. Ảnh làm cho một cái tra tấn. Em tra tấn mà thật sự luôn á, nó áp lực cho em muốn bỏ đi luôn á. Trong cái tình yêu mà chị nó yêu kinh khủng lắm. Mà trong cái giới gay này nữa, người ta bao dây chị kinh khủng lắm, làm em ghê lắm. Giống như anh người làm ta bắt gì? Anh kể, em kể cụ thể đi. Ảnh sẽ nói em là người như thế này, không được ra đường nha. Ra đường là ảnh sẽ cho người như thế này vậy đó. Áp lực em kinh khủng luôn. Rồi em ngẫm lại, do em. Em không đổ thừa cho ai hết. Tại vì đó là do em mê cái đồng tiền.
Nhưng sau khi mà cái vợ ảnh điện thoại cho em rồi, em cũng phải có cái suy nghĩ lại. Dạ đúng. Tội nghiệp cho gia đình ta chứ, tội nghiệp cho vợ. Mình phải suy nghĩ là mình rút lui. Mình phải khựng lại liền chứ, em đúng không? Em bị stress luôn á. Lúc đó em không đi làm gì được hết á. Em nhớ ảnh mua cho em một cọng dây chuyền 7-8 triệu gì đó. Ảnh không có đòi. Nhưng mà lúc đó câu chuyện nó xảy ra như vậy á, em mới nói thôi. À, bây giờ là anh với em nó không có cái gì hết á, vì anh có vợ rồi, em không thể nào em phá cái hạnh phúc của anh được. Em mới lấy cọng dây chuyền á, em mới kêu ảnh nó là cho xe ôm lại đi, em ra em trả cọng dây chuyền, em trả lại là coi như là em đi luôn á. Em trả đi, em cắt đứt. Dạ, để em cắt đứt để mình không còn cái mối quan hệ nào nữa hết. Họ nó dằn vặt em cả mấy tháng trời. Nhưng mà em có tâm sự với lại vợ ảnh không, khi ảnh áp lực em? Em không dám nói. Nếu em càng nói câu chuyện nó càng đi xa hơn, tại vì trong một cái cuộc nói chuyện á, không phải là ba người ngồi nói, nó chỉ là em nói với chị, rồi chị nói với anh lại nói với em, ba người nó cứ trách với nhau. Nhưng thật sự trong nội tâm em là người có lỗi. Sau khi kết thúc với anh đó, khoảng bao nhiêu lâu em gặp tiếp một người nữa? Mấy tháng á, em gặp một cái mối tình này nó đi quá dài với em, nhưng em vẫn là người thứ ba, tại vì anh này vẫn có vợ có con, nhưng mà họ đã ly dị chia tay rồi. Bắt đầu mới biết tới em. Vậy mình sao mình nó là người thứ ba được? Chia tay rồi mà. Tình cũ rồi rồi cũng đến. Chia tay là xong không trở lại. Dạ. Người ta có vợ, người ta vợ là con gái, có con đàng hoàng. Anh đó cũng gay luôn. Anh đó thì em nghĩ anh là... Bisexual. Nhưng mà em không biết yêu. Thực sự em không biết yêu luôn. Em đến với họ cũng chỉ vì tiền tiếp. Là em quen ảnh tới nay là 10 năm. Đến giờ vẫn còn quen. Tới giờ là em với ảnh ngồi nói chuyện với nhau là chi kỷ. Mới đây thôi phải không? Mới là chi kỷ thôi. Dạ. Rồi em kể nguyên cái câu chuyện dài từ năm đó tới bây giờ cho chị nghe, chị đang muốn nghe. Dạ, anh này là thứ ba. Cái anh đầu tiên là em bị bán. Rồi tới cái anh thứ hai là anh suýt từ trong thứ ba ra. Rồi anh thứ ba. Rồi anh này là cái anh thứ ba, là cái anh em nghĩ là kết thúc cái quá trình mình ăn chơi. Em sẽ bước ra một cái trang mới với một người đủ bản lĩnh. Nhưng nha chị ơi, cuộc đời nó không có màu hồng. 10 năm đó em sống trong một cái bóng tối. Giống như bây giờ em hay nói, thà hôn một lần trong ánh sáng đi, còn hơn 10 năm ở trong bóng tối. Tại giờ em khó hôn quá. Không, em đến với họ em vẫn hôn họ rồi. Tại vì em đã yêu rồi. Bóng tối là em không được công khai. Thì bây giờ hôn được rồi thì đâu muốn công khai đúng không? Dạ. Con người đó là như vậy đó. Chính xác. Không thích hôn. Dạ. Phải thì tới hôn được rồi là phải bắt buộc mình thích khai. Mình mới hôn. Dạ. Và khi mình chọn được người mình thích mình hôn rồi thì cái kẹt là kẹt được cái gì đó không được công khai. Em với ảnh sống với nhau, thực sự mà nói giống như hai anh em luôn. Thời điểm mà đem đáng nhớ nhất trong cái cuộc đời 10 năm đó, cái lúc nào nó cũng không thương á, cứ nghĩ là bạn ở chung với nhau không à. Nhưng tới người đó có một cái vấn đề gì đó, bắt đầu mình mới xảy tin là mình ghen. Đến là mình bắt đầu mình mới ghen, mình yêu lúc nào mình không hay. Mình nghĩ là mình đến với họ là thương. Thực sự mà em rất là tôn trọng, cho dù là bạn hay là tất cả mọi người, em không bao giờ em đụng tới điện thoại của họ. Em với ảnh gây lộn rồi, và vô tình em cầm cái điện thoại, em gặp một cái tin nhắn là sáng nay anh lấy xe, anh qua anh chở đi Vũng Tàu chơi. Thì bắt đầu em mới ghen đó. Mà lúc đó em về nhà rồi, thì ở nhà nó rất là dài, nó tới hai mặt đường lận. Một cái mặt đường để xe hơi và cái mặt đường để xe Honda, thì nó hai mặt đường. Ổng vừa lấy xe hơi này, em lấy xe Honda em đi. Kinh khủng một cái nỗi là trời nó đang bão. Em chạy theo ổng. Cái năm đó là bão mấy ngày trời luôn á. Mà em vẫn chạy theo. Em vẫn chạy theo, em không rửa mặt luôn mà. Đang ngủ mà chị. Em ở trong cái phòng đó là cái phòng tắm là có kiến. Thì họ vô cái phòng kiến họ tắm rồi. Họ ra thì kéo một cái kịch ra, em biết là em giục cái điện thoại xuống. Em ngủ như bình thường. Tại vì mình đang gình mò họ mà. Thì tới lúc họ thay đồ rồi mình mới hỏi là ủa anh đi đâu à? Anh đi công việc, đi công tác. Bạn em làm bên du lịch. Ngủ thì mình sẽ mặc cái quần sọt đúng không chị? Em nhớ em chọn chiếc AB. Nó lạnh mà mình phải kẹp cái chân mình vô đây nè. Mặc cái áo mưa mà mình đi mà mình khóc. Mình không biết mà tại sao người ta đối xử với mình vậy. Em nhớ nha, em nói nếu như mà em gặp cái người đó mà đúng là cái công việc họ thì em sẽ đi về. Còn nếu như mà đúng câu chuyện nó bước lên, em nhìn em phải biết được người đó có gay hay không chứ. Em sẽ chặn đầu xe. Rồi ra tới nơi thì sao cưng? Bạn em đi xe hơi nhưng bạn em đi chậm lắm. Em vượt theo được em vượt. Và bạn em không nghĩ là em chạy theo đúng, và không nghĩ không em biết. Xem được cái tin nhắn đó. Dạ, em chạy theo, nó không có gì hết á. Em đi từ cái đoạn đường á, em khóc suốt luôn á, em tức. Em dằn vặt tại sao mà quen với mình rồi, tại sao dối mình. Dạ, dối mình lại như thế. Rồi ra tới nơi này làm sao, gặp làm sao? Em đi ra tới nơi kia, sao em đứng hoài à. Em đứng hoài sao không thấy ai bước lên nữa đó. Chắc gì có bạn đó bị leo cây rồi. Mà em vừa khóc mà em vừa cười. Rồi, vừa bị leo cây rồi. Cứ chạy xe hơi tới đó. Tới đó xong mà sao em không thấy người bước lên chị. Em đứng em đợi hoài mà em lạnh. Em vừa lạnh mà em vừa khóc. Em nói, sao trời, em không cầm điện thoại em hỏi ủa anh ơi đón người chưa? Không, em nói gì vậy không, chà, không được chà. Nếu mà là chị là chị điện cho hỏi.
Thôi luôn. Thôi nếu vậy thì em trả lời thẳng em luôn. Em đang coi câu chuyện là để em bắt họ. Thì mình bắt mình coi khoảng nửa tiếng một tiếng mà mình thấy không ai ra thì mình hỏi. Không được. Rồi em sẽ đợi, em đợi tí. Ảnh chạy đi một vòng. Anh sẽ quay lại cái điểm đó tiếp. Em vẫn đứng đợi tiếp. Mà cũng không ai ra luôn. Không ai ra luôn chị. Là ông trời còn thương em. Nếu như em thấy lúc đó em không biết em giải quyết bằng cách nào, tới lúc đi về rồi ảnh vẫn không chịu về. Cũng đứng đó luôn. Đứng một cái điểm khác. Gọi em nhìn mà xe hơi nó quay một hồi thì em đứng trước, một hồi thì qua tới cái cua, xe hơi nó qua cái cua thì họ sẽ chậm hơn em. Em chạy qua luôn thì em tới trước mà nó qua cua, em thấy họ cứ gọi điện thoại hoài, em không biết gọi gì. Em chút sau cứ về xe hơi tới, về tới nhà rồi thì em về cửa sau, hai cửa mà. Em về em vô em nằm bình thường. Em về trước ổng. Em phải về trước chứ. Rồi em mới hỏi: "Ủa anh đi đâu về?" Anh nói bị quỷ rồi. Có bắt đầu em mới đưa tin nhắn ra. "Ủa tại sao anh đi vậy mà sao không nói em?" Cái câu người ta buông ra là: "Mày cảm thấy mày ở được thì ở. Không ở được thì đi." Mày cảm thấy mày ở được thì ở. Không ở được thì đi. Tại vì thật ra cái anh, câu vỡ bài. Không chị, thật ra đừng nói ai bạc với ai hết. Tại vì ngay ban đầu Phúc đến với bạn đấy cũng là vì tiền. Vì tiền. Nên nếu người ta nói người ta bạc với mình cũng không đúng. Tại vì ban đầu mình cũng chưa chắc mình đã tử tế với người ta. Dạ. Thứ nhất á, là em chọn cái con đường đó. Nhưng mà yêu rồi chị. Em yêu người ta đâu biết em yêu đâu. Nhưng mà khi người ta đến nói yêu rồi. Ờ nói yêu nè hả? Dạ, lúc đó nói yêu rồi. Thì lúc đó là mình mới có quyền được ganh tị với người ta. Mình có quyền được nói người ta được. Lúc em nói yêu, nhưng cái quá khứ của em anh này biết không? Không. À không biết gì hết. Không biết à, cái gì em là người đàng hoàng à. Dạ, nghĩ em là người đàng hoàng. Nói chỉ là ngay từ lúc đầu là những một năm hay là mấy tháng đầu thôi. Là mình nghĩ họ đến với mình vì cái đó, mình đến với họ vì tiền. Nhưng tới lúc sau này rồi, nó đã yêu rồi. Em ok, em đi. Rồi em dọn đồ em đi. Em dọn đồ em đi mà em khóc. Khóc trong mưa mà không ai thấy á. Mình đau mà cũng không ai thấy. Em về tới nhà, thôi em ngủ không được, mấy xe em chạy về nhà để em coi có ai vô hay không. Em cứ mình canh họ, tại vì phải trả giá rồi. Tới lúc mình phải trả giá để cuộc tình mình làm cho người ta quá nhiều bị tổn thương rồi. Em đang bị trả giá đó. Em đang bị trả giá. Em canh họ tới 1 giờ mấy, 2 giờ sáng, em chịu không nổi. Tới lúc em chịu hết nổi rồi, trời mưa nữa, em phải dầm mưa nữa. Em điện thoại. Em không điện thoại. Cái sáng thì anh gọi cho em, nó bây giờ có muốn về nhà hay là ở. Mình nói là: "Ủa nhớ đuổi tôi rồi mà sao lại kêu tôi về vậy?" Bắt đầu nũng nịu đó. Rồi cái nói: "Ừ thôi về đi." Bắt đầu về. Em nhớ một cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất là mình hai anh em để nằm tâm sự. Chắc nó cũng tầm 7-8 năm rồi. Em mới nói ảnh á: "Anh ơi, nếu á em sống với anh á, thì nào anh mất em sẽ đi người khác. Còn nếu mà anh như vậy á, thì em sẽ không bỏ anh." Cái là em nói thật trong lương tâm của em. Nhưng mà tới lúc anh bệnh, em không có. Em không phải là người ở cái bên. Tại vì cái gia đình của người ta, tôi sẽ không công nhận mình. Mình không có giấy tờ. Tới lúc mà cái ngày người ta bệnh, cái người mà lo là sẽ vợ anh, con anh. Cái em mới nói nè: "Em sẽ là người không bỏ anh." Thì lúc đó anh sẽ là người bỏ em. Tại vì trên giấy tờ em với anh không có, em không có tiếng nói. Thì bởi vậy em mới nói sao: "Thà em muốn hôn một người công khai chứ công chúng con hơn là em sống với anh 10 năm rồi mà em không có thân phận. Không phải là em muốn em là ông này bà kia với anh, mà lại muốn cho tất cả mọi người đều biết em với anh yêu nhau." Nên em mới nói: "Thôi anh ơi, anh hai anh em mình sống đang ích kỷ cho nhau á. Thật chắc tới lúc em phải tự lo cho em. Vậy em không có bỏ anh. Với một cái vai trò là em sẽ là bạn anh, em sẽ là người chỉ kể cho anh. Nếu lúc mà anh cần thì nó sẽ dễ hơn cái tình yêu. Nếu mà em với họ ảnh mà đi xa hơn nữa, lúc mà ảnh có chuyện em sẽ không phải là người kế bên. Có ai sống 10 năm rồi mà bạn em làm bên du lịch á, em chưa bao giờ em đi chung du lịch. Bạn em làm giám đốc công ty du lịch, em chưa bao giờ em có một cái chuyến du lịch chung với ảnh. 10 năm mà bạn em đi xe hơi, em cũng chưa bao giờ đi xe hơi. Nó không có. Cuộc sống của họ, mình không thể nào bắt họ theo mình được. Và mình đang sống ở nhà người ta. Nhưng mà em đã có cái cơ ngơi ngày hôm nay là em nhờ người ta. Trong cái thời gian đó nếu mà em giận dữ, em mất khôn, em đi chứ. Thì em còn trẻ mà, em được có nhiều lựa chọn hơn mà, có những người bạn tốt hơn mà. Tại sao em không đi? Em cũng chậm cái nghĩa hơn. Em đi không được, em phải ở với họ, em lo cho họ. Cái đó là em trả nợ người ta đấy. Em có thấy cái câu chuyện sao với cái câu chuyện mà trước mà mối tình drama nó hơi giống không? Lúc trước là em dính vào mối tình đó, cái anh kia anh có vợ đúng không? Dạ. Thì bây giờ em dính lại cái mối tình sau này. Mặc dù là anh với vợ anh là ly dị rồi. Nhưng em vẫn không được thân phận, em vẫn khổ. Em vẫn khổ.
em phải trả giá được. Em phải trả giá cho cái mối tình trước em gây ra. Cá nhân em thấy không phải Phúc đang trả giá cho mối tình trước, mà Phúc trả giá cho chính cái mối tình đương thời luôn. Tại vì không phải ai cũng dễ dàng tìm được một người lo lắng cho mình về kinh tế, cho mình tiền đi học, xây dựng cơ ngơi cho mình và thúc đẩy sự nghiệp cho mình. Và cái điều đấy là cái điều đương nhiên mình phải trả nếu như nó xảy ra. Phúc đã biết được cái giá của nó phải trả rồi mà. Em trân trọng vô cùng. Em mới nói là nếu như anh nằm xuống, anh vẫn còn có vợ con anh. Tới lúc em nằm xuống em không có. Em không có ai hết. Vậy anh cho em tìm một cái mối quan hệ, làm một cái người bạn lâu dài. Cũng giống như em với anh. Em không nghĩ em với anh nó ở 10 năm đâu. Em suy nghĩ trong cái giới gay này không có sự ở đời ở kiếp. Nếu em suy nghĩ vậy thì em đỡ buồn đi. Dạ, thì em suy nghĩ cho bản thân em á. Thôi, em tự nói ra rồi em tự đặt câu hỏi luôn. Thôi đừng buồn nữa. Vì họ vẫn thương mình mà. Họ đâu có bỏ mình đâu. Họ cho mình một cái bữa ăn ngon đó. Họ đâu cho mình suốt đời đâu. Thì tự mình phải làm ra chứ. Anh nói em phải có cái nghề, em phải tự học. Chính bản thân anh, em nuôi em chứ. Anh đâu có nuôi em hoài được. Và đâu thể nào mà em xè tay em xin tiền hoài được. Anh cho em 5 triệu em đi học nghề. Em cứ nằm em cứ chở qua, em cứ chở lại, em chở qua chở lại. Nói sao không ngủ đi. Thì em cầm 5 triệu em đi học nghề. Em biết cái tiệm em mốt sau này nó làm sao ha. Em diễn giải ra là sau này em sẽ mở cái tiệm như vậy nè. Em sẽ nhân viên như vậy nè. Anh cho em đi học cái gì? Anh cho em đi học mà tóc. Em nói là em ước mơ nghề tóc. Lúc đầu á, anh hướng em làm bên tài xế. Tại vì anh nói là mình làm tài xế đi, mình lái xe đi, mình sẽ ăn mặc đẹp hơn. Quần tây áo sơ mi, giống như là chở giám đốc hay là gì đi vậy đó. Tại vì với ảnh cũng có xe. Anh nói là sẽ đẹp hơn. Em nói trời ơi, tôi mà học lái gì. Tài xế để muốn trả ảnh luôn á. Dạ. nhưng mà em không thích cái nghề đó. Bây giờ em mở tiệm tóc chưa? Em mở rồi, em mở 10 năm rồi. 10 năm rồi hả? Dạ. Em hay nói với mấy đứa bạn em á, sao cuộc đời của tao nó khổ quá. Vì anh vẫn mãi là người đêm sao. Không, nó vậy, nó là cuộc đời của tao nó khổ quá. Cuộc đời tao toàn đi làm bé không à. Tại sao tao không đến trước người ta trước đi? Rồi người ta chọn tao là tao với người ta là người thứ ba. Mà tại sao tao lại như vậy? Tại vì cái bước khởi đầu em á. Dạ. Thì từ từ. Nó không được suôn sẻ. Nó không được suôn sẻ. Dạ. Bước khởi đầu của em và có con đường em chọn. Dạ. Từ đầu em như vậy rồi. Thì chị nghĩ là sẽ có ngày em sẽ đến đầu tiên. Thì hy vọng là sau những cái bài học vừa qua thì sau này Phúc sẽ sáng suốt hơn thôi. Còn sau khi mà em nói chuyện với ảnh á, rồi em có tiến thêm bước nửa giai nữa không? Có. Ảnh kêu em tham gia chương trình Hẹn Chưa. Hẹn Chưa? Dạ. Ảnh coi trên YouTube á, cái nói cái này hay nè. Hai cặp này dễ thương nè. Đăng ký chơi đi. Em vô tình em đăng ký. Thì em được lên em hẹn. Quen với bạn đó đi, trên đó luôn. Không, em không quen. Hiện giờ bây giờ em muốn kiếm một người bạn để đi với mình đường dài, chứ không phải đi với mình một thời gian ngắn nữa. Mình đã hiểu được rồi, em đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Mà em không biết là em sẽ trả em giá cho người. Em trả đủ nào. Cái giá rồi. Dạ. Em sẽ hạnh phúc. Dạ. Em cũng mong là em sẽ được hạnh phúc. Mà em cũng cố gắng cái những gì em đã bị tổn thương đến cái người sau này, em sẽ bù lại cho họ không bị tổn thương. Em thích được bảo vệ họ. Nhưng mà ai cũng muốn bảo vệ em. Em thích bảo vệ hơn. Em thích bảo vệ hơn. Tại vì ngày xưa vậy em gặp nhiều người bảo vệ cho em. Bảo vệ em quá nhiều rồi. Em muốn bảo vệ lo lắng ngược lại. Em bù đắp cho những người sau này. Dạ. Thì chị nghĩ cái đó là rất là tốt. Em hãy giữ cái quan điểm lập trường đi. Chị tin chắc là một ngày gần đây em sẽ gặp một người được em bảo vệ và em sẽ là người đầu tiên đến với họ. Em không còn cuộc tình ngang trái ngã ba đường nữa cưng. Dạ, em cũng mong là cho em một cái mối tình nào nó đẹp đi. Em cũng không cần một cái địa vị nào đâu. Em cần một cái hạnh phúc thôi. Tại bây giờ em đủ rồi. Em đủ để sức để em lo được một cái mái ấm cho em rồi. Chuyện tình cảm của Phúc như thế rồi. Dạ. Còn chuyện come out thì sao? Nó khó khăn nhiều không? Nó không khó khăn nhiều lắm với em. LGBT này, nếu ai độc lập về tài chính thì người đó có tiếng nói. Theo riêng em thôi. Em từ bé rồi. Em giỏi từ bé, em biết kiếm ra được đồng tiền rồi. Và ba mẹ em cảm giác tin tưởng em. Nên cuộc sống của con là con tự chọn. Ba mẹ là người tạo ra con. Phúc come out trực tiếp với gia đình hay sao? Ba mẹ sinh ra chắc biết rồi. Là không mà, ai nói dạ, ai. Không ai hỏi. Nhưng mà ba mẹ không nói. Thôi biết rồi. Biết rồi nhưng mà biết từ cái câu chuyện thứ hai mà là có vợ người ta gọi điện thoại rồi. Nhưng mà ba mẹ không phải là cái kiểu mà lòng quá lên là mày phải như vậy như vậy. Cha mẹ là biết con mình như vậy và chấp nhận con mình như vậy rồi. Nhưng mà ba mẹ nên đâu có nói. Cần phải hỏi nữa đâu. Không cần phải hỏi chứ em cũng không cần phải nói. Với em chưa bao giờ dắt người bạn nào về hết đó. Họ không đủ để em dắt về. Ví dụ như chương trình muốn gọi điện thoại cho mẹ của Phúc để nói chuyện một tí được không? Được. Alo. Nè. Đang làm gì ạ? Ở cầu thang nè. Ủa mẹ sao không mở cái wifi lên? Nè, đang tham gia chương trình nè. Nói chuyện với ai đồ không? Nói chuyện với chị Chi ha, nói chuyện với chị Chi nha. Con chào cô. Dạ con là Khánh Chi, con là MC của chủ chương trình Come Out. Cô đang làm gì ở nhà vậy cô? Con chào cô. Dạ. Dạ, cô có khỏe không? Khỏe. Dạ, nãy giờ
à, hai chị em con với lại Minh Tuân là đang tâm sự à, chuyện tình yêu ngang trái của Hậu. Của Phúc ạ. Của Phúc. Cô có muốn nói gì với Phúc không cô? Đó, mẹ chúc em tìm được được hạnh phúc. Cô ơi cô có biết Phúc gây đâu chưa cô? Biết nó hồi nhỏ vậy đó. Chứ lớn thì mình không có quan tâm tới. Thì biết nó hồi nhỏ, 4 năm tuổi vậy đó. Dạ, 4 năm tuổi là cô biết rồi hả cô? Dạ, khi cô biết vậy đó thì cô có buồn không? Thì mình thấy nó bình thường, mình thấy nó thích thích vậy thì mình biết nó là vậy. Nhưng mà mình nghĩ thì thí dụ như tùy bản thân nó có thay đổi thì tùy bản thân nó thôi. Nhưng mà cảm xúc của cô khi cô biết Phúc như vậy, cô có buồn không? Không, mình thấy bình thường. Con cảm ơn cô nha, con gửi lời chúc sức khỏe đến cô và chú nha. Dạ, con chào cô. Ba mẹ em thương em quá trời. Dạ, nhưng mà biết từ nhỏ đó. Biết từ nhỏ nhưng mà ba mẹ không có buồn gì hết. Không có buồn, nhưng mà em nhớ ba mẹ em nói vậy nè. Mấy người sớm á, người ta hỏi á, con mày vậy á, mày có buồn không? Cái mẹ mới nói á, là tôi sinh ra tôi không buồn, mắc mớ gì nó buồn. Mỗi người cha mẹ nó có một cách yêu khác nhau. Có nhiều người ta ôm tụi con, người ta nói là tôi yêu con tôi quá. Còn ba mẹ em thì không nói được. Cái kiểu là mình cứ nhìn con mình cái mình thôi. Giống như em đi mua căn nhà, cái niềm hạnh phúc của mình vỡ òa nhất là mình về mình sẽ khoe mẹ mình. Mình khoe với cái người thân của mình nhất. Thì em cứ khoe với mẹ em. Em khoe với mẹ em, mẹ em nói rồi tự lo đi. Mẹ em như vậy đó. Nhiều khi là mỗi người có cái cách. Dạ. Thể hiện như vậy, nhưng cái trong lòng mẹ em cũng vui đó. Dạ vui, nhưng mà người ta không có thể hiện không ra được. Không thể hiện được. Dạ. Thôi mốt em có gì em khoe chị nè, chị chia sẻ với em. Dạ, em cũng cảm ơn ba mẹ đã tạo ra con và cho con một cái cuộc sống và cái cách sống của con chọn. Cho dù nó đúng hay nó sai, ai sinh ra cũng chỉ có một lần sống mà. Cái bước khởi đầu mình đó nó không quan trọng lắm. Dạ. Cái kết mới là quan trọng. Cho dù mình khởi đầu sai nhưng mà biết đi đúng đường. Dạ. Đúng hướng. Mình vẫn ok, em bước đi cái hướng sai nhưng em biết dừng chân lại và em rẽ qua một hướng khác, nó đúng hơn, nó hạnh phúc hơn. Em cứ thoải mái, 33 cứ ngỡ như là 23. Nếu mình gặp người yêu đúng đối tượng, mình yêu mãnh liệt như 23 tuổi, 10 năm đó, 10 năm mình rút kinh nghiệm để mình có được cái bài học quý giá để mình yêu tha thiết hơn, mình yêu chân thành hơn, mình xử lý đúng hơn, mình sẽ hạnh phúc hơn. Yên tâm nè ha. Rồi, chị có lời chúc nào dành cho Phúc không nè? Nói chung ra chị chúc em á, chúc em sẽ gặp được một người bạn đời thật là dễ thương. Dạ. Và yếu đuối để cho em lo lắng nè ha. Chúc cho em được nhiều may mắn và thành công trong con đường sự nghiệp của em đang chọn.